Chào Thắng. Dạ, em chào anh. Trước tiên là anh muốn chúc mừng em với cái job Dạ. offer, cái vị trí assistant professor và cái thẻ xanh thì có rồi, cách đây mấy tháng rồi, nhưng mà tiện thể thì Dạ, anh cũng chúc mừng luôn và rất em cảm cảm ơn em ơn. tham gia cái buổi nói chuyện hôm nay. Dạ. Trước tiên em có thể giới thiệu sơ về bản thân mình cho mọi người nghe được không? Dạ. Cảm ơn anh Hòa đã rủ em nói chuyện ngày hôm nay. Với lại cũng xin chào mọi người đang nghe hai anh em chém gió. Em tên là Thắng. Em thì kỳ này là tốt nghiệp PhD ở trường Stony Brook University. Thì thời gian vừa rồi thì em cũng có apply cho vị trí faculty, thì cũng may mắn nhận được một cái tenure track offer ở trường West Virginia University Institute of Technology. Thì em cũng cũng đã accept cái offer này. Thì nói thêm một chút về cái quá trình học tập của em á, thì lúc mà em đang học lớp 10 ở Việt Nam á, ở trường Gia Định ở Sài Gòn á, thì em có cơ hội được qua Mỹ học high school ở bang Oklahoma. Thì sau đó thì em lên đại học là em apply thẳng vào Stony Brook University, xong rồi em học xong 4 năm đại học là em apply, em tiếp tục học PhD tại trường Stony Brook luôn, làm cùng với cái thầy mà em làm research cùng vào lúc mà học undergrad á, thì cho tới tận bây giờ luôn. Thì nói chung là con đường học tập của em cũng khá là may mắn và suôn sẻ, cũng không không có vấn đề gì rồi. Sau khi em tốt nghiệp thì em apply và có job luôn. Yeah. Em apply Thì job dạ. trước khi tốt nghiệp và apply thẻ xanh trước khi tốt nghiệp. Dạ đúng rồi. Cái mà anh thấy hay ở chỗ là cái việc apply thẻ xanh khi mà làm PhD Dạ. nó khá là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại bây giờ là cũng có nhiều người người ta bắt đầu là nghĩ đến cái chuyện xin thẻ xanh rồi, nhưng mà đa Dạ. phần ấy là cái chuyện đó nó sẽ diễn ra khi mà mình có đầy đủ nhiều bài báo rồi, có nhiều citation. Bởi vì cái diện PhD của em đó là cái diện mà theo cái diện diện thẻ xanh của em, theo anh hiểu là diện đó là dành cho chuyên gia, cái diện EB2 đúng không? Dạ đúng rồi, em À, em thế thì em có thể nói sơ qua cái câu chuyện là Dạ. em biết đến cái chuyện cái việc xin thẻ xanh diện EB2 này nó từ khi nào, Dạ. và em có cái kế hoạch, em chuẩn bị như thế nào cho cái chuyện đấy? Dạ. Dạ. Thì cái chuyện em biết được đến cái chuyện này á, là nhờ là lúc mà em đang học năm 1, năm 2 của PhD á, thì em có biết một số anh chị cũng học ở trường Stony Brook của em, nhưng mà anh chị cũng tốt nghiệp rồi, thì anh chị cũng cũng nộp được cái thẻ xanh rồi. Xong rồi anh chị cũng giới thiệu cho các bạn khác cũng đang học PhD mà xin được. Thì anh chị kêu là mày mày tìm hiểu đi, rồi mày mày tìm hiểu xem, rồi mày 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 hỏi luật sư, rồi 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 xem thử sao, rồi rồi để nộp hồ sơ. Nhưng mà cái lúc đó thì cái profile của em cũng chưa có gì, mới chỉ có lúc đó mới chỉ có một publication thôi. Nên em cũng có tham gia cái hội EB1, EB2, NIW này, xong rồi em cũng tìm hiểu thử thôi. Nói chung là tìm hiểu sơ sơ thì em biết là cái phần quan trọng nhất là publication với lại cái thư letter recommendation từ các thầy á. Thì trong cái lúc đó thì em cũng không quan tâm nhiều lắm về về cái quá trình nộp sẽ như thế nào, nhưng mà lúc đó thì tại vì chưa hồ sơ cũng chưa có gì, nên mới năm 1, năm 2 à, nên mình cứ tập trung làm nghiên cứu để ra nhiều paper, với lại tranh thủ lúc mà đi mấy cái hội nghị rồi mấy cái seminar á, thì mình trò chuyện xong rồi mình la liếm các thầy mà làm cùng chung với cái topic của mình á, thì để mai mốt mà mình cần thì mình có thể xin xin thư thư giới thiệu từ họ, thì nó cũng dễ dàng hơn, với lại họ cũng ít nhất là họ biết mình là ai và cũng cũng gặp mình rồi á. Tức là kế hoạch Thì của em là nó đã bắt đầu từ khi mà em vào PhD và em bắt đầu lên kế hoạch là biết được cái con đường mình xin dạ EB1, EB2 như thế nào rồi đúng không? Là biết dạ được đúng các cái rồi, bước bước vào những cái gì cần, cho nên là bắt đầu là mới chuẩn bị sẵn luôn các mối quan hệ. dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Xong rồi đến hết năm 3, hết năm 3 đầu năm 4 của PhD á, thì lúc đó em có được khoảng 6 7 publication với lại khoảng 20 citation thôi, cũng chưa có nhiều. Xong rồi rồi em cứ gửi hồ sơ cho Chen evaluate thôi,
thì em muốn xem như thế nào thôi. Thì thực sự lúc đó em cũng chưa nghĩ là hồ sơ của mình đủ mạnh để nộp đâu, nhưng mà cứ nghĩ là có chả mất gì, cứ để họ evaluate thôi, rồi rồi Đúng rồi, thiếu cái gì họ free nói với mà. mình, để mình bổ sung sau, lúc rồi mình bổ sung rồi mình nộp sau cũng được, nên cứ thôi cứ cứ gửi email rồi 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 để họ evaluate thôi. Xong rồi xong rồi trên review hồ sơ của em, rồi họ offer gói regular service là gói gói bình thường thôi, Chứ không thì phải là hoặc là được approve hoặc dạ đúng rồi, không được cái đó, chỉ được là regular service thôi. refund. Thế thì lúc đó em cũng hỏi kỹ về một tí về kiểu như là thủ tục liên quan đến visa trong lúc nộp thì sẽ như thế nào, rồi OPT sẽ như thế nào, xong rồi đi ra đi vào nước Mỹ như thế nào, có ảnh hưởng gì không. Xong rồi em thấy mọi thứ cũng ok rồi, lúc đó em đồng ý em làm luôn thôi. Xong cứ 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 từng dạ cứ từng bước như vậy, rồi cho đến lúc được thẻ xanh luôn. thì Em thì cũng chính thức bắt đầu nộp thuế xanh là vào năm mấy? Năm bị dạ là dạ là cuối năm 3 đầu năm 4, là tháng 11 năm cuối năm 3 đầu năm 2019. 4 luôn hả? Rất là sớm ấy, đúng không? Là đầu năm, em bắt đầu học là tháng 8 năm 2016 là bắt đầu PhD. Thì đến tháng 11 năm 2019, tháng 8 năm 2016 đúng rồi, đến tháng 11 năm 2019 là em nộp. Thì là tháng 3 vừa rồi em mới được, thì là em nhận thẻ xanh. Thì tổng cộng thời gian là tổng cộng lúc từ lúc nộp cho đến lúc mà có thẻ xanh thì là khoảng 1 năm rưỡi. Một năm rưỡi Dạ à, giống nhất là vừa vừa đủ tốt nghiệp luôn. vừa đỗ tốt nghiệp luôn rồi, rất đẹp. Nhưng mà đúng là lì nha, gói gói đấy thông thường thì anh biết là trên nó thường nó có hai gói, một gói là hoặc là approve hoặc là refund. Thường cái gói đấy là cái case nó strong hơn, đúng không, nó mạnh hơn. Còn cái Đúng rồi. case regular thì nó nhìn yếu hơn. Nhưng mà khi mà em nộp thì có bao nhiêu bài báo với bao nhiêu citation? Lúc em nộp thì là có tổng cộng là 2 journal papers này, rồi 5 conference papers. Thì trong đó là có 5 bài em first author, rồi 20 citation vậy thôi. À, 5 bài coi như 7 bài, 7 bài với 7 bài cộng conference paper và 20 citation. Thế thì em tham gia cái group việc EB1, EB2 thì em chắc là cũng có đọc nhiều cái case rồi, đúng không? Người ta có nhiều người cứ hay hỏi là với cái lượng paper như vậy, citation như vậy có dám làm hay không. Nhưng mà em là em cứ 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 thế mà nhắm mắt mình cho trên. Thế thì trong cái quá trình làm đấy, hình như cái service của trên mình không muốn quảng cáo nó làm gì, anh cũng làm với trên cho nên anh biết nó có thể Đúng không? tùy theo người này đánh giá tốt, người kia đánh giá không tốt. Nói chung là nó tùy theo case. Nhưng mà với anh thì anh có một cái good experience với nó, với họ thì anh nghĩ với em bây giờ chắc là đã xong rồi, cho nên cũng có thể là ok. Nhưng mà cái mà quan trọng khi mà người người ta làm hồ sơ ấy, người ta nhấn mạnh cái điều gì ở cái chỗ chỉ có 7 cái paper và 20 citation để nó khẳng định rằng cái hồ sơ của em là xứng đáng được thẻ xanh với dạng EB2. Em thấy là cái đầu tiên á, mà họ chuẩn bị rất tốt á, là mấy cái thư giới thiệu á, thì hình như cái case của em á, là cần tới 5 cái thư giới thiệu lận. Thì một cái là từ advisor của em là internal recommender, còn 4 cái còn lại là em phải tìm các thầy khác không có liên quan á, gọi là independent recommenders. Thì họ cũng đầu tiên là em sẽ đưa một danh sách khoảng 6-7 người cho họ xem vậy đó, xong rồi họ sẽ chọn làm sao mà để làm mạnh cái hồ sơ, để lúc mà họ viết thư cho mình á thì họ nhấn mạnh được là những cái project mình làm, có nghĩa là mình có thể tìm đầy đủ các thầy mà biết được về từng cái project mình làm sao để cover được hết tất cả những cái project mà em làm, để nhấn mạnh mỗi thầy thì sẽ nhấn mạnh lên lên một trong hai một đến hai cái project của em. Thì em thấy là họ chọn thì họ họ, họ chuẩn bị kỹ rất kỹ cái đó, họ họ mình gửi danh sách cho họ, họ approve xong rồi họ mới viết thư cho mình. Thì em nghĩ là cái thư giới thiệu từ từ các thầy mà họ viết cho mình đó, rất là chất lượng Cái rồi. quan trọng Dạ, em mà nói em tiếp nghĩ đi. cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ, em nghĩ cái đó là cái mà em thấy là tốt nhất. Xong rồi ví dụ như là tại vì mình chưa tốt nghiệp PhD nè, thì họ yêu cầu, mà mặc dù là cái EB2 NIW này hình như là không yêu cầu phải có job offer, nhưng mà họ cũng kêu là nếu mà mày tìm được một cái thư mà được nhận postdoc ở đâu đó, hoặc là cái thư mà người ta intend to hire, có người ta định 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 hire mày, định Dự định thuê mình tuyển mày làm. làm á, định thuê mình làm á, thì sẽ tốt hơn cho cái hồ sơ.
thì đến cái lúc thì cái lúc đó em cũng chưa apply vô, tại vì lúc đang học PhD năm 4 thì đã Mới apply năm gì đâu. ba Dạ dạ mà. dạ thì lúc đó là may là có advisor của em, thầy em giúp, thì thầy cậu cũng dạ thầy cũng xin được một cái fund, thì thầy cũng kiểu như ok, nếu mà mày tốt nghiệp mà mày chưa có cái gì đó, thì ok tao cũng có thể viết một cái thư cho mày để mày làm cái thủ tục vậy đó. Xong rồi gia thầy cũng ok cái chuyện đó, Thầy tốt quá. thì cũng may, dạ thì cũng may mắn là gặp được advisor của em rất là tốt, thì cũng thầy cũng giúp đỡ nhiều. Dạ đó thì nha, thì hai cái đó nó bổ sung với nhau. Xong rồi em làm về computer security nữa, nên Gen họ cũng thu thập những cái hồ sơ mà liên quan, rồi những cái bài báo mà liên quan á, họ cũng nhấn mạnh lên là cái sự quan trọng của cái project của em. Nhiều khi họ viết xong mà mình cũng thấy kiểu như là impress luôn á, mặc dù Không mình không biết làm cái không biết đó. là ông viết, họ viết cho ai đúng không, họ viết về ai đúng không? Không, nhưng mà cái một trong những cái mà mọi người hay 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 khó khăn em biết là cái gì không, là cái quan trọng để mà người ta viết được, luật sư nó viết được cho mình, nó giúp mình soạn những cái recommendation letter, là mình phải cung cấp được cái tài liệu cho họ. Tại Dạ vì rồi, đúng rồi. cái đấy luật sư người ta không có rành, cho nên là mình phải là người cung cấp viết cái research proposal hoặc là research summary để cho họ họ xem, trên họ xem rồi những cái mình đưa vào những cái project đó. Thì bây giờ ấy, cái khó nhất là cái mà đôi lúc cái người làm nghiên cứu cũng không 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 nói hơi 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 ấy xíu, nhưng mà hơi dở xíu, nhưng mà nhiều người cũng cũng không 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 viết hay cái đó. Tức là đôi lúc là không không liên được những cái điều mình đang làm với những cái gọi là mình không mơ mộng nó nằm ở đâu đấy. Ví dụ như security của em thì người ta có thể liên đến cái chuyện là security cho cả một cái hệ thống ở nước Mỹ chẳng hạn, đúng không? Thì câu Dạ chuyện đúng đó là nó thì có như vậy mình mới chứng minh được cái sự quan trọng của cái nghiên cứu của mình. Đấy, rồi. có thể mang lại lợi ích cho nước Mỹ là nằm chỗ đấy. Cho nên thật ra Dạ. cái viết cái research proposal ấy, research summary cho tụi luật sư nó làm đó, đó là quan trọng cực kỳ. Dạ À, đúng rồi, em có đúng rồi. 7 bài báo thì em viết trong cái đó là bao nhiêu project? Dạ, có 3 project chính. À, ba Dạ. project chính. Như vậy là Dạ. theo lẽ thì em phải mời những cái những người viết thư giới thiệu ấy, là họ nắm, họ biết được một hai cái, ít nhất một hai cái project của em, Dạ đúng rồi, đúng rồi. để cho người ta nắm được cái đó rồi người ta mới đồng ý, người ta giúp mình đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Và có một cái bước anh muốn hỏi là, như hồi nãy em nói, em nhấn mạnh từ lúc đầu là bắt đầu từ năm 1 PhD em đã tìm cách quan hệ với họ rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. thì có lẽ là em không gặp vấn đề gì khi mà xin thư giới thiệu nha. Dạ đúng rồi, em không có vấn đề gì nhiều hết. Thì dạ, tại thứ nhất là ví dụ như là mình đi conference này, rồi mình present paper của mình, thì họ interest in paper của mình đó, thì mình cũng có thể là nói chuyện thêm với họ, kiểu như là có những cái session mà để các mọi người tham gia với nhau á, để nói chuyện á, thì mình cũng nói chuyện thêm với họ, rồi mình cũng hỏi về tìm hiểu về cái project của họ. Xong rồi hoặc là mỗi lần mà trong khoa của em á, mà có mình phải present một cái seminar gì, như là ở khoa của em thì nó có một cái gọi là security group, có nghĩa là tất cả những cái lab mà làm về security sẽ có hàng tuần sẽ gặp lại và gặp gặp nhau ở một một hôm, và present một cái paper nào đó mà mình thấy hay hoặc là thấy liên quan đến ngành của mình thôi, hoặc là chỉ đơn giản là làm về cái ngành hẹp của mình thôi. Thì em cũng tìm đọc những cái paper của những cái người mà em đã gặp rồi, hoặc là những cái paper mà publish ở những cái hội nghị mà tốt đó. Xong rồi em đọc paper có gì em không hiểu thì em lại nhắn tin hỏi người ta, thì cái đó cũng là một cách để xây dựng cái mối quan Xây hệ dựng là cái mình interest vào cái connection. bài của mình. Và dạ, thì nói chung là em xin cũng dạ cũng 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 khá là đơn giản thôi, thì em xin một cái là được liền, không không có vấn đề gì. Dạ, Nhưng mà những không cái không kinh có nghiệm phải đấy có lẽ dạ là thôi. được 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 những người đi trước chỉ dẫn đúng Dạ đúng rồi, dạ không? đúng rồi, là tất cả là anh chị với lại thầy cô là chị hết, chứ chứ mới À, đầu mà giỏi nào mà quá. chưa có biết gì đâu. Thế Dạ. thế ra là có rất nhiều người Việt, ý là người Việt hay là người nước ngoài Dạ. đã từng được thế sanh trong thời gian Dạ học đúng rồi. người Việt á. Dạ đúng rồi. Dạ thì dạ có người Việt á, có anh chị, dạ anh chị đó, thì anh chị cũng đầu tiên là anh chị đi trước, xong rồi anh chị cũng giới thiệu lại với một số người khác, thì họ cũng làm được trong lúc họ làm PhD, thì anh chị mới kêu là mày cứ thử đi, rồi rồi Tốt rồi quá. biết đâu là được. Dạ thì dạ lúc đó lần đầu tiên em nghe cái đó, xong em mới tìm hiểu thêm, thì dạ mới chuẩn bị dần dần. Ok, anh thấy cái con đường của em nó đã được 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 kế hoạch sẵn rồi.
và Dạ. gần như mọi thứ nó không gặp vấn đề gì trong cái chuyện đấy, bởi vì đã mình đã chuẩn bị sẵn từ năm lúc năm 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 đầu tiên, nên là Dạ. ổn, khá ổn. Cho nên là cái việc nhận thẻ xanh cũng không có gì gọi là bây giờ thì nó không có gì rất là anh rất là bất ngờ đối với anh hết. Nó chỉ bất ngờ là Dạ. em làm khá sớm, và cái số lượng paper với citation nó còn ít, nhưng mà nó dùng dưới bàn Dạ. tay phù phép của luật sư thì chắc là mọi Dạ. thứ nó trở Dạ nên đúng rất rồi. là Màu hồng. trở nên mọi thứ trở nên đẹp tuyệt vời, đúng không? Dạ. Đấy là cái nghề của họ mà. Rồi, Dạ. anh nghĩ mình có thể kết thúc với cái chuyện thẻ xanh. À, mọi người Dạ. chắc người nghe có lẽ người ta cũng hình dung được cái cách em chuẩn bị như thế nào, con đường đi. Dạ. Bây giờ mình xoay lại cái chuyện xin job, xin job mùa Covid. Dạ. Đây là lần đầu tiên, năm đầu tiên em xin job luôn đúng không? Bởi vì em chưa tốt nghiệp và được ngay luôn. Thì Dạ, đúng rồi. em cảm nhận như thế nào về cái mùa job năm nay? Dạ. Nó em tức là em chỉ có một mùa thì em nói cảm nhận của em thôi về cái mùa đấy. Dạ đúng rồi, à, không không so sánh được. Không so sánh được. Dạ. Dạ thì ở cái năm nay á thì em thấy là lúc mà em bắt đầu em tìm các vị trí á thì có rất nhiều các vị trí visiting assistant professor hoặc là vị trí là one year contract hoặc là 3 year contract, thì tìm vị trí assistant professor tenure track thì cũng cũng khá là ít, nên 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 cũng vậy, thì đó là cái nhận xét của em. Còn em không biết các năm trước thì có thể là nhiều vị trí trước dịch thì có thể là tenure track nhiều hơn, nhưng mà lúc mà em apply đợt này nè thì em cũng bắt đầu hơi chậm, tại vì kỳ trước trước đó em có nộp một cái vị trí postdoc về về computer science education luôn, thì cũng làm về security, nhưng mà cái vị trí này nó tập trung vào cái việc education này, với lại là nó có cơ hội để mình giảng dạy một cái số lớp liên quan tới 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 tới, tới security, là cái ngành của em. Thì là em định là lấy cái postdoc position này trước để lấy thêm kinh nghiệm, rồi bắt đầu sau đó mới 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 xin việc, thì nó có thể là dễ dàng hơn. Thì lúc đó em nộp á, thì em cũng thấy có khả năng cao là được nhận, tại vì cũng được thầy của em giới thiệu, xong rồi em với cái thầy mà đang tuyển á cũng nói chuyện qua lại với nhau á, thì cũng thấy hợp, nhưng mà bị lật kèo phút cuối, tại vì thầy tìm được một người tốt hơn, có nhiều kinh nghiệm về cái mảng mà thầy muốn làm hơn là em, nên nên là thầy nhận cái bạn đó, nhận em nữa. Thì sau đó em cũng bận với lại research rồi project để tốt nghiệp á, để finish cái thesis của em. Xong rồi đến 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 tận tháng 1, tháng 2 á mà em mới bắt đầu rải hồ sơ nộp faculty position, mà Hơi em tập chậm, trung hơi vào chậm. và teaching nữa. Thế nên là lúc đó là hơi chậm rồi, tại vì thường thường là người ta nộp là bắt đầu tháng 10 hay tháng 11 là người ta Tụi bắt anh là đầu tháng đã 9. tuyển. Tụi anh là tháng 9 là Ồ như dạ. hồi anh nộp là anh bắt đầu tháng 9 anh nộp rồi. Dạ dạ. Thế nên em nghĩ vì đó là tại sao lý do tại sao mà em nhìn thấy rất nhiều vị trí visiting assistant professor với lại vị trí tạm thời á, là chắc là tại vì nếu mà người ta tuyển tenure thì người ta đã tuyển sớm hơn rồi, người ta không có đợi đến lúc sau tháng 1, tháng 2 người ta mới tuyển, nên lúc đó vị trí nó ít hơn. Dạ. Thật ra thì Thì nó à, anh xin nhắc lời em xíu, tức là dạ. nó ít hơn, không những bên ngành em, anh nghĩ bên bên nhiều ngành khác vậy. Toán anh thì rõ ràng là ít Dạ. hơn sẵn. Bình thường Dạ. là mỗi năm nó còn tầm anh nghĩ là 4 đến 500 vị trí tenure track á. Dạ. Nhưng mà vì Ồ. Covid cho nên là nhiều trường người ta cũng cũng hạn chế tuyển tuyển tenure track, bởi vì nó còn liên quan đến nhiều cái benefit khác nữa, và nên cái giải pháp của rất nhiều nơi là nó chọn cái fixed term. Fixed term ví dụ như Đúng. 1 2 3 năm gì đó, hoặc là người ta làm visiting assistant professor, hoặc là postdoc, hay là những cái dạng gì đấy gần gần giống như postdoc. Nên là đấy đấy là những vị trí đó rất là nhiều, cho nên anh nhìn nhận mà nói thì nhiên là xin tenure track job trong mùa này nó khó. Nhưng mà để đó là cái cơ hội cho những người ở ngoài Mỹ hoặc là trong Mỹ có thể làm thêm 1 2 năm nữa nếu mà Dạ hồ đúng sơ mình cảm thấy chưa đủ mạnh. Đó. rồi. Nhưng Dạ. mà cái strategy của em như ban đầu anh nghĩ là hơi 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 không ổn. Dạ Tức đúng rồi. là không ổn ở chỗ là nhiều 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 người cứ nghĩ là phải qua postdoc rồi mới xin được việc. Không phải, xin việc giáo sư thì không nhất thiết phải qua postdoc, chứng tỏ bạn anh nhiều đứa nó học xong ra nó có job ngay. Mà bản bản thân năm nay thì cũng cũng ít, ngoài em ra thì anh còn có một đứa em khác nó có offer nhưng mà nó không nhận.
nó nhận làm postdoc ở một cái trường trường từng trường research tốt hơn, và sau đấy nó lại chờ. Nhưng mà nói chung mỗi đứa có một cái suy nghĩ riêng về cái chuyện đấy, nhưng mà cơ bản là job năm nay ít hẳn bởi vì Covid. Thế thì Thì cái em nghĩ là về cái quá trình phỏng vấn á, thì em nghĩ là cái giai đoạn chuẩn bị hồ sơ với lại negotiate app, khi mà nhận app nhận offer rồi á, thì em nghĩ là cũng không có gì quá khác biệt so với thời gian trước dịch. Nhưng mà chủ yếu là cái giai đoạn phỏng vấn á, thì là em nghĩ là vòng một hoặc là cái vòng mà screening 20-30 phút với lại cái search committee á, thì qua Zoom á, thì em nghĩ chắc là cũng giống dịch thôi. Thì thay vì là Zoom thì hồi trước dịch anh chắc là anh phỏng vấn qua Skype hoặc Anh là cái gì phone đó, hay Skype tùy trường. dạ phỏng vấn Skype, dạ. Thì nhưng mà cái vòng mà on campus bây giờ nó là 100% online hết, dạ. Thì em thấy cái lợi thế á, từ cái chuyện này á, là mình sẽ không phải đi đi lại lại các trường trong suốt cái quá trình tìm việc. Xong rồi nếu mà mình nộp trường nhiều trường một lúc á, thì chỉ trong vòng vài ngày hoặc một tuần thôi là mình có thể tham gia 3-4 on campus interview tại nhà luôn. Thì khi mà mình nhận các offer á, có thể là nó sát nhau hơn và mình có thể dùng cái đó để thương lượng với các trường. Nhưng mà có một số mặt hạn chế á, là cái đầu tiên là cái mấy cái talk của mình á, mấy cái research talk hoặc là em apply teaching faculty thì có cái teaching demo á, thì bây giờ mình phải giảng online hết, nên rất là khó mà để tương tác với học sinh. Mình không biết là audience với lại cái học sinh của mình nó có đang hiểu, nó có đang theo mình hay không á, nên cứ cứ nhìn vô cái màn hình với lại cái slide không, xong rồi mình cũng không được nhìn được hết học sinh trong 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 cái Zoom của mình, có trong cái phòng của mình có ai á, nên nó rất là khó. Mà nhất là em là đứa mà chưa có kinh nghiệm giảng dạy nữa, em không có kinh nghiệm, em chỉ là guest lecture một số lớp thôi, em chưa dạy thật Ô thế mà à, em tức là cũng chưa dạy PhD em online. không làm TA à? Dạ em có làm TA nhưng mà không phải đứng lớp nhiều, chỉ đứng một hai lớp để kiểu như là review test với lại midterm thôi. Thì cái đó thì em nghĩ là cái đó là cái mà hạn chế nhất. Dạ, xong rồi còn một cái nữa là một cái phụ nữa là tại vì mình không có đi đến cái trường đó á, nên nên là lúc mà người ta offer mình cũng không biết được là cái địa điểm rồi cái môi trường và cái khu vực xung quanh của cái trường nó như thế nào. Nên mình cũng chỉ coi thông tin trên Google Maps hoặc là tìm các chỉ số mức thu nhập, mức sống này nọ trên mạng thôi. Thì em nghĩ là nếu mà mình tới được cái trường đó rồi thì mình sẽ kiểu như là mình cảm nhận được tốt hơn, rồi mình sẽ kiểu như tự tin với lại cái quyết định của mình hơn. Thì Nhưng đó, mà dạ. trong trường hợp em có nhiều offer thì em có thể lựa chọn, chứ bây giờ nó có một cái thì làm sao mà Dạ đúng rồi, chọn. đúng rồi. Dạ. Thì còn dạ, một cái nữa là vì online á, nên lịch phỏng vấn với lại search committee rồi rồi các giáo sư rồi provost rồi dean ở trong ở, ở trường á, thì nó có thể là rất dài trong một ngày. Tại vì em thấy họ cứ theo lịch của họ mà sắp xếp với lại candidate thôi. Xong rồi họ nghĩ là mình sẽ không phải di chuyển giữa các buildings rồi như là on campus á, nên nên là họ cứ 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 xếp lịch phỏng vấn san sát nhau vậy. Xong rồi thậm chí là em thấy là có một số trường á là lúc em phỏng vấn á là họ để rất ít thời gian cho mình nghỉ ngơi và để ăn trưa luôn. Nên là dạ nên là trong hôm mà phỏng vấn á, thì em nghĩ là mọi người luôn phải phải chuẩn bị lương thực rồi nước uống đầy đủ sẵn. Xong rồi khi mà nghỉ giữa các hiệp á thì mình nạp nhanh vào Nam rồi nhân, đúng dạ, rồi, nghỉ ngơi, xong rồi đúng dạ xong rồi mình tiếp tục chiến đấu thôi chứ. Dạ rồi. chứ thì ra cái lịch, tại vì thì cái lịch đó thì cũng hơi hơi bất tiện, nhưng mà chỉ có một số trường thôi, còn đa số thì có trường họ sẽ chia ra 2 ngày luôn. Thì một ngày là gặp học sinh rồi give research talk, rồi một ngày gặp faculty rồi rồi give teaching demo, thì cái đó thì đỡ hơn nhiều. Còn có, dạ, có nhiều trường họ gom lại hết một ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều luôn, là cứ thế mà phỏng vấn thôi. Nhưng mà em có tất cả bao nhiêu cái Sky phone interview và bao nhiêu cái on campus interview trong mùa này? Dạ em cũng không nhớ rõ là bạn được bao nhiêu, nhưng mà em nộp khoảng 10 tới 15 trường. Em nộp khoảng 10 tới 15 vị trí thôi. Thì gần như là em có cái vòng và được được gọi Được vòng vào phone screening hết. Skype hết. Ồ, Dạ giỏi dạ thế. dạ dạ chắc là 2-3 trường thì em không có, 2-3 trường thì em không được. Dạ xong rồi em được hình như là bốn, nhưng mà chỉ được bốn bốn On on campus. on on Như campus vậy là rất thôi. là nhiều rồi. 4 on Dạ campus dạ trong vòng 15 trường. dạ dạ bốn campus, thì có 3 vị trí tenure track.
thì là một cái thì em được là ở trường West Virginia đó, WVU Tech đó, thì là public, còn hai trường còn lại là private, liberal arts, nhưng mà họ cũng offer tenure track. Còn một cái còn lại là vị trí 1 năm, vị trí 1 năm rồi, trường nó cũng là liberal arts luôn, trường private. Nhưng mà liberal arts, private thì nếu mà nó offer đôi lúc có những trường rất là tốt ấy, có những trường thậm chí là không hoàn toàn không không tệ hơn những trường ấy đâu. Đúng rồi. Mà em chỉ được vào on campus và nhận được hai cái offer thôi đúng Dạ đúng rồi, ở 4 campus thì chỉ được 2 offer. À, anh nghĩ cái hồ sơ của em rất là tốt ấy, và anh nghĩ rằng cái khả năng phỏng vấn của em như vậy rất là so ra là rất là xuất sắc. Thế thì em có thể chia sẻ sơ qua cái phần cái khâu mà chuẩn bị hồ sơ như thế nào không? À, thứ nhất nếu mà xin teaching job ấy thì cái teaching experience của em nó không có nhiều, Dạ thì đúng đúng rồi. em viết cái teaching statement Dạ, thì teaching statement á là chủ yếu á là dựa vào cái kinh nghiệm mà đi học của em á. như thế nào? Thì hồi xưa á, thì tại vì em cũng may mắn là được học cả undergrad ở bên bên Mỹ nữa. Thế nên là em cũng hiểu khá là rõ là cái hệ thống hoạt động rồi các thầy dạy như thế nào. Thì ví dụ như là em học các cái lớp đó mà em thấy cái thầy nè, nếu mà thầy dạy như thế này á thì có thể là em sẽ hiểu tốt hơn hoặc là em sẽ tiếp thu tốt hơn, thì đó, thì em tại vì không có kinh nghiệm thực tế nên em chỉ dùng những cái kinh nghiệm mà đi học của mình thôi, để em giải quyết thôi. Thì dạ xong rồi, thì em cũng tham khảo thêm một số cái teaching statement online nữa, họ của mấy cái thầy mà họ dạy nhiều rồi mà họ để lại, thì coi cái đó cũng như là coi cái kinh nghiệm mà họ dạy học rồi cái cách mà họ tiếp cận, mà cách mà họ kiểu như là giảng dạy á, thì là mình học trên đó rồi mình gom lại thành 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 của mình thôi. Hay đó, tức là không 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 dễ dàng xíu nào đâu. Tức là mình viết một cái teaching statement dựa cái philosophy của mình dựa trên cái mà mình muốn mong muốn. Cái mà mình mong muốn người ta dạy mình như thế nào thì mình Dạ gửi đúng rồi. đưa cái đó, nhưng mà viết lại với vai trò là người đi xin việc. Với vai trò Dạ là đúng rồi. rất là thú vị. Anh hồi xưa anh viết cái teaching statement cũng cũng trầy trật lắm, viết có 2 trang mà coi như là tốn không biết bao nhiêu thời gian. Và nói chung thì anh mặc dù đi dạy cũng cũng lâu, cũng thời anh xin job thì đi dạy cũng được khoảng tầm 7 8 năm, ở Việt Nam 4 5 năm, qua đây 3 năm, 2 3 năm. Cho nên là cũng cũng nhưng mà cũng có kinh nghiệm, nhưng những cái kinh nghiệm cũ đôi lúc đối với anh ấy nó lại, và không những đối với anh, nó có thể đối với nhiều người nó có thể trở thành một cái minus, bởi vì những cái kinh nghiệm đấy nó không nhiều hồi nó không áp dụng được ở Mỹ. Nhưng mà em lại được một cái là em lại biết chuyển đổi từ những cái mình mong muốn thành những cái mà mình trở thành, mà những cái mình có thể mình đưa vào giảng dạy, thì anh nghĩ khả năng em sẽ thành một 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 professor rất là tốt trong cái Đúng teaching. Ít nhất là em hình dung được là sinh viên nó đang muốn cái gì đúng không? Và em muốn dạy được những cái điều đó rất là hay. anh 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 rất là ấn tượng với cái chuyện đấy. Còn những cái bộ hồ sơ khác thì như cover letter với lại research statement thì ok rồi đúng không? Research statement, nhưng mà cái diversity statement á, có Cái một đó số là trường nó khó. hỏi cái đó, và cái đó hơi khó nên nên cũng phải dành khá nhiều thời gian để giải quyết cái đó, để viết cái đó cho nó hoàn thiện. Xong rồi mỗi trường mình cũng phải đổi một tí để cho nó phù hợp với Cho nó cái phù hợp. diversity statement của họ hơn. Thì cái diversity statement em nghĩ là mất thời gian nhất, còn là mất nhiều thời gian của em nhất, nhưng Anh mà còn cũng anh cảm anh thấy trường nào nó đòi cái diversity statement là anh bỏ, anh không apply. Bởi vì thật ra thì anh cũng có viết một 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 cái statement về diversity, nhưng mà cái của anh thời đó anh cũng tham khảo khá nhiều người, thì nó anh không biết em viết như nào, nhưng mà anh nghĩ em có thể chia sẻ kinh nghiệm đấy, bởi vì cũng có một vài người hỏi anh cái đó. Mà anh thì anh thật sự là những cái trường mà có, đặc biệt là những trường bên phía phía bên Cali á, những cái nơi mà có cái cộng đồng của họ diverse á. Sao rồi, sao thấy tự nhiên im re rồi, còn nghe không? Thì cái diversity statement thật ra nó rất là khó, mà
Tại vì đặc biệt ví dụ như em á, anh nghĩ em có thể là hiểu rõ hơn anh cái chuyện này, bởi vì em ở Mỹ khá lâu, từ cái thời phổ thông đại học và học PhD. Còn anh thì anh qua Mỹ lúc anh xin job, anh thật sự qua Mỹ chỉ có 2 năm thôi. Anh năm thứ ba thì anh bắt đầu anh thực sự xin, thì chính thức là chỉ có 2 năm, hơn 2 năm rưỡi, cho nên là nó khó. Em viết những cái gì trong cái diversity? Dạ, thì chủ yếu là mình nhấn mạnh là những cái kinh nghiệm của mình á, những cái kinh nghiệm mà làm việc với nhiều người đến từ những cái văn hóa rồi hoặc là đến từ những cái background khác nhau á, như thế nào á, rồi mình nhấn mạnh cho cái đó, rồi mình sẽ nói là mình muốn tiếp tục cái đó ở tại cái trường mới, tại cái ngôi trường mới của mình. Thì để có được cái kinh nghiệm đó thì là trong cái suốt cái quá trình mà học ở ở bên này này, với lại học PhD luôn, thì là em cũng cố gắng là tham gia nhiều cái hoạt động, rồi tham gia nhiều cái tổ chức á. Thì hồi ví dụ như là hồi hồi học undergrad thì em có làm resident đúng rồi, resident assistant, có nghĩa là quản lý học sinh mà quản lý dorm á, học sinh mà quản lý dorm ở trong mấy cái dorm của trường á. Thì ra thì lúc đó thì mình cũng quản lý một cái hall của mình, thì cũng có là học sinh từ nước này nước kia, học sinh quốc tế, rồi học sinh da màu, rồi nói chung là cũng cũng tiếp xúc với nhiều nhiều người cũng xong rồi đến học đến lúc học grad school thì em có tham gia cái hội mà grad student organization, xong rồi để plan những cái event mà để promote cái diversity ở trong trường, tại vì diversity ở trong trường thì nó có rất nhiều hoạt động, rồi mình cứ tham gia cái đó, xong rồi mình cứ dùng cái đó để mình nói, rồi mình sẽ muốn tiếp tục là ví dụ như là khi mà mình làm faculty ở đó rồi á, thì mình muốn tiếp tục là advise những cái group mà những cái student group organization mà để plan những cái event cho những cái việc đó, để giống như là thì chủ yếu là dựa vào cái kinh nghiệm hoạt động trước đó của mình để em viết thôi. Nói chung là khá là thực tế, và nói ra thì nó có ví dụ ngay đúng không? Cho nên là người ta tin rằng là mình nhìn nhận cái diversity nó từ một khía cạnh là diversity nó về 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 sắc tộc, về 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 dân tộc, về sắc tộc, nhiều sắc tộc khác nhau. Nhưng mà khi mà anh tìm hiểu cái diversity, thật ra nó còn nhiều khía cạnh khác nữa. Dạ đúng Tức rồi, là dạ đúng rồi. diversity, ví dụ như nếu như mình là người đi dạy thì diversity nó có thể nói như chữ cái background khác nhau. Sinh viên nó đi học nó có nhiều cái background khác nhau, và đấy cũng là cái diversity trong 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 student body. Và khi Dạ mình đúng đi rồi. dạy thì mình phải take care cái chuyện đấy, tức là Dạ. không phải mình chỉ dạy như thế cho đều tất cả, mà mình phải để ý Dạ những đúng rồi. cái rồi thậm chí nó còn diversity đến cái dùng, thậm chí trong teaching thì mình phải dùng đến nhiều cái technology. Thì đôi lúc ở một cái khía cạnh nào đấy thì người ta cũng nói như đó là một cái dạng diversity. Dạ Thì đúng rồi. nói chung là nó khá là nhiều, nhưng mà anh nghĩ cái mà cái diversity statement của em nó có thể thú vị với người đọc, bởi vì nó em không đã động rất nhiều thứ, nhưng mà nó là cái kinh nghiệm của em, nó Dạ là đúng cái rồi. kinh nghiệm của cá nhân em, kinh nghiệm em đã từng trải nghiệm với vai trò là một người nước ngoài ra làm sao, em thực hiện như nào, em tiếp xúc với người nước ngoài như nào, và cái điều em mong muốn em mang đến. Anh nghĩ cái đó là nó cũng khá là thú vị. và Dạ, và tự tự nhiên tự tự nhiên anh lại nhớ lại cái statement của anh, thì anh nghĩ đôi lúc khi mà mình làm, mình viết cái này mình ôm đồm nhiều quá, tức là mình muốn mang quá nhiều thứ vào cái statement của Dạ mình, thì thành ra nó dở. đúng Bởi vì mình đôi lúc nói, mà một cái điều mà anh hay hay khuyên các bạn khi mà chuẩn bị hồ sơ, đặc biệt là cái teaching statement hay là những cái gì đó, research cũng vậy, nên nói cái gì phải có bằng chứng. Giống như em nói ra phải có bằng chứng em làm cái này ra được cái gì, chứ còn nếu như mình chỉ nói suông suông thôi thì nhiều hồi không có bằng chứng thì rất là dở. thì Nhưng không mà nói chung là rất là thích hợp. thì cái mà anh nói về diversity về về academic background á, thì cái đó thì em lại cố gắng lồng ghép vô cái teaching statement của em, thì đó thì nó sẽ giảm tải được cái bên này hơn. Thì thì cũng là như là những cái đứa mà nó không có nhiều cơ hội mà để nó học computer science ở ở dưới high school á, thì lúc mà lên mà bắt vô học với mấy cái đứa mà đã có background rồi mà mình cứ assume là tụi nó có background thì cũng cũng khó. Thế nên là mình sẽ giờ phải sẽ làm như nào, sẽ như là làm survey để xem tụi nó có biết không, rồi workshop, rồi office hour này nọ, thì cái đó em bỏ vô teaching statement. Quá ổn, quá nghe là cái bộ hồ sơ của em nó cũng khá là hài hòa đúng không?
Dạ, dạ. Nó phân đều, nó trải đều ra hết, để Dạ. nó chung quy lại là nó mô tả em là một đấy, giống giống như nó mỗi cái hồ sơ nó sẽ có phần mô tả cái người xin việc, tạo nên bức tranh của người xin việc. Người đấy là một người sẽ là một teacher giỏi, một teacher tốt, sẽ là một người research ok, và sẽ là một người gọi là faculty member hoặc là friend ấy, giống là Dạ, phù đúng hợp rồi. với cả khoa. Đấy thì nó tất cả cái hồ sơ nó tạo thành cái sự hài hòa thì nó mới đẹp. Dùng là anh thấy em mặc dù là mới mới chuẩn bị tốt nghiệp, nhưng mà cái sự chín chắn của em trong cái việc chuẩn bị và mọi thứ, thế từ thế xanh đến chuyện xin job, nó thực sự là rất là tốt. Dạ, Nó em cảm được chuẩn bị ơn. gần như ngay từ đầu. Nhưng mà anh Dạ. có thắc mắc nhỏ, một câu hỏi cuối cùng, Dạ. đó là khi mà em học PhD là em dự định đi dạy hay là em dự định làm industry? Dạ chưa đâu, dạ đến lúc mà em học bắt đầu học PhD là em chưa đâu, lúc đó là em chỉ thấy là là lúc mà hết hết năm 4 á thì là em mới suy nghĩ là bây giờ là đi xin việc luôn hay là thầy cũng có offer là nếu mà mày muốn học tiếp lên PhD thì mày có thể tiếp tục cái project đó, thì lúc đó em cũng cũng thấy là xin việc bây giờ thì mình cũng cũng chưa intern, mình tập trung làm research không mà mình cũng xin việc bây giờ mà xin được cái việc tốt này nọ thì cũng khó thôi, thì với lại cái việc research của mình á thì cũng thấy là nó cũng ok, làm thấy cũng tốt mà nếu mà mình mà thầy kêu mình có thể làm được thì tại sao không thử, thì lúc đó là cũng chỉ là dạ tại vì là chưa xin việc được nên tiếp tục học học nó thẳng là tiếp vào học PhD thôi, còn cái lúc đó là chưa nghĩ gì đến thẻ xanh đâu, đến lúc mà vào học PhD rồi thì bắt đầu các anh chị mới chia sẻ thì mới biết, chứ còn cái lúc mà tốt nghiệp đại học là chưa nghĩ gì đến cái chuyện đó đâu, chỉ biết là đi học rồi đi làm thôi, rồi dạ, xong rồi đến đến tận dạ xong rồi đến đến lúc mà em nộp hồ sơ đấy là cuối năm trước á là em vẫn rải hồ sơ, lúc đó thì em đã khoảng đến cuối năm tư năm 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 cuối năm ba năm tư thì em cũng bắt đầu thích cái việc teaching hơn rồi là đi làm, nhưng mà em thấy cái nộp các cái lúc đó lúc lúc mà mình bị tạch một số vị trí mà để mình giống như là mình muốn mà để làm bàn đạp á, thì mình cũng nghĩ là có khi nào mình chưa đủ mạnh để hồ sơ mình chưa đủ mạnh chưa đủ phù hợp để làm faculty không, thì lúc đó là em cũng vẫn là đi đi nộp một số vị trí ở industry ở ngoài để như là backup plan vậy á, dạ nhưng mà cuối cùng dạ backup plan bị fail hết cho nên là cứ đó, tiếp tục nộp dạ, với lại một cái nữa là tại vì lúc đó em có thẻ xanh rồi nên em biết, tại vì lúc em được approve E140 là từ tháng tháng 7 năm ngoái, thế nên là không có bị cái áp lực Đúng phải rồi, xin việc đúng quá rồi, gấp, thế nên đúng dạ rồi. cái đó là cái lợi thế của mình đó, nên nó cũng may mắn trong lúc đang dịch mà mình có cái thẻ xanh trong tay rồi thì nói chung là cũng cũng tự tin đi xin việc cũng tự tin Đúng hơn rồi, đúng là rồi, ấy, rõ dạ ràng rồi, nó dạ cái từ cái tâm thế nó khác hẳn. dạ đúng rồi dạ, thế nên thì đó thì được cứ bình tĩnh thôi rồi fail hết mấy cái kia rồi bắt đầu chuyển sang tập trung là nộp faculty thì dạ thì được Ok, vậy dạ là dạ tốt rồi. dạ Thôi, anh nghĩ là mình nói chuyện cũng lâu rồi, cũng dài rồi, dạ và cái điều mà anh muốn hỏi em là nếu như em khuyên cho những bạn mà dạ fresh PhD á, tức dạ là không ạ, những người mà vừa vào PhD á, những người mà em hoặc là muốn học PhD ở Mỹ, và Dạ. thì em khuyên như thế nào về cái con đường học hành và chuẩn bị cho tương lai? Dạ. Dạ thì dạ nếu mà em khuyên á thì em cũng không không biết là phải khuyên như nào nữa tại vì em cũng mới ra, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình á với lại những cái mà mình nhìn thấy được các bạn mà cũng học PhD với mình á thì là nếu mà thích nghiên cứu, thích tìm sâu, thích đào sâu về một cái lĩnh vực nào đó thì cứ học PhD, nhưng mà nếu mà nghĩ là học PhD để được nộp thẻ xanh á thì chỉ vì cái lý do đó thôi á thì em nghĩ là chưa đủ, mà mình phải thích cái việc đó nữa thì mình mới làm được, thì mình mới ra được paper, mình mới ra được citation để mình build được cái profile của mình mạnh để mình làm cái chuyện đó, nhưng mà đừng để cái đó là cái yếu tố quyết định để mình học PhD, mà mình còn phải thích, mình còn phải tại vì cái quá trình PhD đó là một
quá trình cũng em thấy là không có dễ dàng, tại vì may mắn thì em gặp được một advisor rất tốt, nên cái cuộc sống PhD của em nó cứ vậy mà nó đi thôi, nó rất là nhẹ nhàng, nó không có vấn đề hết. Nhưng mà em thấy bạn bè em có rất nhiều người là struggle với lại advisor, xong rồi với cuộc sống của PhD, nói chung là nó rất là áp lực mà nó cũng hơi. Thế nên là cũng khi mà bắt đầu quyết định đi học PhD thì nghĩ nghĩ cho kỹ, rồi với lại chọn advisor cho tốt, tại vì advisor rất là quan trọng, em nghĩ vậy. Còn những cái người mà đã đang học năm 1, năm 2 và có ý định rồi á, thì và sẽ nên là bắt đầu đầu tư về về các mối quan hệ bây giờ đi. Bây giờ là mình nên là giao lưu với các thầy, với lại các group, rồi và tham gia các hội nghị. Nói chung là mình phải tiếp cận người ta, nhưng nói chung là không chỉ đơn giản là chỉ để mình xin thư sau này đâu, nhưng mà vấn đề là lúc nào nó các nhiều có nhiều mối quan hệ nó cũng tốt hơn, rồi mình nhiều khi họ còn giúp cho mình làm cái research sau này nữa. Nhưng mà tương lai mà biết thế nào đâu, mà là nên nên là dạ cái đó đó là dạ, em nghĩ chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người vậy thôi, chứ cũng dạ cũng không khuyên gì, không dám khuyên gì. Không, anh vẫn rất thích cái cách của em, là gì giống như cái cách em viết statement, em chia sẻ, em nói về những cái mà em muốn làm, thì anh nghĩ cái cách đó là thích hợp nhất. Đó là bởi vì những cái mà mình thực sự muốn, mình thực sự trải qua là những cái bài học tốt nhất, mà khi mà người khác nhìn vào thì người ta học bài học của người khác, thì người ta sẽ có được cái kế hoạch tốt cho mình hơn. Cho nên là nói chung là rất là ấn tượng và rất là hay. Ok anh, một lần nữa anh cảm ơn em tham gia buổi nói chuyện hôm nay, và anh chúc rằng là em enjoy cái offer của em và enjoy cái công việc của em trong học kỳ tới. Nhưng mà anh cũng muốn đề nghị em là mình sẽ quay lại gặp em trong một cái thời gian khác, nói về câu chuyện học đại học và xin PhD như thế nào. Dạ Ok. nhất trí, dạ nhất trí. Ok. Dạ. Dạ rồi em, dạ em cảm ơn anh Hòa đã dạ cũng tư vấn cho em, rồi cũng chia sẻ các cái clip và về dạ cách xin việc, rồi cái môi trường rồi bên này nó rất, em nghĩ nó rất là hữu ích. Dạ xong rồi dạ, mọi người nếu mà thích anh Hòa thì nhớ like và subscribe cho kênh của anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Ok vậy nha, rồi Dạ bye. em chào mọi người, chào anh.